Các bạn nha, giới thiệu tới các bạn một bộ siêu tải 48V, các bạn có thể chế xe kéo 600-700 kg thoải mái nha. Đây, động cơ công suất lớn qua giảm tốc. À đây, mình làm cái nút đảo chiều cho anh luôn nha, anh bấm 2 giây, anh nhìn giùm em nha. Buông ra, anh vặn ga lên thì nó sẽ chạy đảo chiều nha. À, rất là thuận tiện cho anh khi mà đặt chế độ lùi nha, chế độ lùi. Còn muốn tiến thì anh nhấn qua bên trái nha, 2 giây anh trả về bên phải, anh thấy động cơ hoặc là cái xe nó nhích một cái là ok nha. Con này anh đưa vào cầu V-Sai thì tải không chỉ 600-700 kg nha, 800 kg cũng nổi nha. Tại vì bản thân nó công suất cao rồi mà anh đưa vào cầu V-Sai nữa thì con này quá tuyệt vời. Ok, đi kèm hộp, đi kèm cái tay nha, đi kèm cái tay ga, một cặp tay ga cho anh. À, vặn ga lên thì chạy nha, vặn ga lên đảo chiều. Ở đây con này chính là giảm tốc, cái bộ này là của như Pháp các bạn, 500W nha, 500W 48V, nó hơi mờ xíu. Mình còn một con nữa nha, đây là cái IC của nó, nhưng mà IC của nó mình không biết cách chạy nha. Ở đây em đấu dây nè, anh về anh xem vị trí nào thuận tiện á, anh đưa dây ra giùm em nha. Đó. Về 3 dây 3 pha chỉ việc nối với IC nha, nối bất kỳ nha. Nếu mà nối có thể mà ngược qua ngược lại thì nó đảo chiều thôi chứ không ảnh hưởng gì cả. Về cấp điện 48V là chạy nha. Đó. Bộ này mình còn đúng một bộ nha, khách nào cần thì liên hệ mình. Giá luôn IC, luôn tay ga là 1.800.000 nha. Đây, một bộ nguyên zin của nó. Cốt hình như 32 chứ không phải 30 nha, cốt lớn. Cái thước kẹp bó tay giờ đâu có tiêu. Không có thước đo các bạn. Khổ quá. À, con này tem nó còn sáng sáng hơn chút mà con kia nó cũng mờ. Nói chung không quan trọng các bạn, con nào cũng giống nhau nha. À. Ok, còn một bộ nữa nha. Khách nào cần thì liên hệ. Động cơ Brookless không chổi than. Siêu tải qua hộp số của Nhật. Ui. Ok, cảm ơn anh ủng hộ nha. Giờ gói giao anh.